Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 1 của bài 6 Phần này gồm có hai phần và cái phần 1 này tôi sẽ giới thiệu đến các anh chị và các bạn cái bản từ mới của bài này Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nha Từ thứ nhất ta có từ chị Chị âm án việc là kỹ à, Kỹ mình thấy âm Hán Việt cũng còn xuất hiện nhưng mà nó không có nhiều, ví dụ chỉ thấy ở trong cái từ là hình kỹ hà. Kỹ hà là những cái hình vẽ theo kiểu của toán học á. Hoặc là nó xuất hiện trong cái bài thơ mà nhiều người Việt Nam biết đến của Vương Hàn. Có hai câu cuối là túy ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Là, túy là say, ngọa là nằm ngủ tuyến họa xa trường tức là say và nằm ngủ ở chúng chiến trường đó. quân mạc tiếu quân là anh mạc là đừng và tiếu là cười à, anh đừng có cười như vậy là à, uống xỉn ngủ ở chúng xa trường thì anh cũng đừng có cười cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi cổ lai là xưa nay chinh chiến là đi đánh trận mấy ai về kỹ nhân hồi mấy người về thì dịch là mấy ai về và từ này cái nghĩa nó là mấy à, Nghĩa là mấy Ví dụ Nì cha dấu chỉ cơ rệnh Nì cha dấu chỉ cơ rệnh Nhà bạn có mấy người Wà cha dấu ủ cơ rệnh Nhà tôi có 5 người Tha mân sư sể à, Họ là những ai Ba mama ma mà cứ cơ chè chè hở vọ Bố mẹ anh chị và tôi Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha Nì cha dấu chỉ cơ rệnh và cũng nói thêm từ chị này, nó có nghĩa là mấy, nó cũng là một khái số, tức là một con số đại khái, con số ước lượng thôi dưới 10. con à, mình có thể dịch là vài cũng được. Ví dụ hôm nay có mấy người bạn đến nhà tôi tức là có vài người bạn đến nhà tôi số lượng không nhiều chín thiên vô chỉ cơ phận vô lại hòa chia ngày mai tôi cùng với mấy người bạn đi dùng cơm đi ăn cơm miễn thiên hòa hở chỉ cơ phận vô truy sư phạn rồi anh ấy đi trung quốc mấy ngày rồi tha truy trung của chị thiên là chúng ta xem từ kế tiếp nha kế tiếp chúng ta có từ tiền tiền ông mang việc là điểm À, thì nó cũng còn xuất hiện nhiều trong tiếng việt ví dụ như là yếu điểm nè rồi điểm danh nè điểm chỉ gì đó vân vân và cái nghĩa của nó là giờ à giờ nói tới thời điểm á chúng ta xem ví dụ này nha xin quên sen trai chỉ tiền xin hỏi bây giờ mấy giờ nó nói cũng giống như tiếng việt vậy sen trai liễn tiền bây giờ 2 giờ Chúng ta lưu ý là chúng ta nói là lẻn tiền chứ không có nói là ơ tiền. Nếu mà nói là ơ tiền thì người ta cũng hiểu nhưng mà nó không có chuẩn thôi. Nì chỉ tiền, suy sang tiền. Mấy giờ bạn đi cửa hàng vậy? Sang tiền. Ta lưu ý là uh, ví dụ như nói là chỉ tiền, nì suy sang tiền thì cũng được. Nhưng mà thường sẽ nói là nì chỉ tiền, nì chỉ tiền, suy sang tiền, sang tiền. Chúng ta lưu ý là ở bên dưới từ tiền á, nó có cái bốn cái chấm đó gọi là bốn chấm hỏa à, thường chỉ những gì liên quan đến lửa thì từ tiền cái nghĩa gốc của nó đó chỉ điểm nghĩa gốc của nó đó, ngày xưa là đốt ví dụ à, điểm đăng tiền tân là đốt đèn tiền hùa là điểm hỏa là châm lửa hay là phát hỏa gì đó ta xem ví dụ bên dưới ta có từ r r có nghĩa là nóng À, nóng thì ngày xưa người ta quan niệm cái sức nóng là do lửa nó tỏa ra nên bên dưới cũng có bốn chấm hỏa và âm hán việt là nhiệt ví dụ à, hôm nào thời tiết nóng quá thì mình có thể nói là chín thiên hình r chín thiên hình r hôm nay rất nóng cái tiếp ta có từ thứ hai là từ trụ trụ có nghĩa là nấu thì ngày xưa nấu cũng bằng than bằng củi bằng lửa cho nên là ở dưới cũng có bốn chấm hỏa âm hán việt là chữ thì mình thấy không có còn xuất hiện Ví dụ, xin dài của trụ bây giờ tôi đi nấu cơm. Xin dài của chú trụ Cái tiếp ta có từ phân, phân âm hướng việc là phân, nghĩa gốc nó là phân chia, cho nên ở trên là chữ bát là tám và ở dưới là chữ đao, đao là con dao. Tức là dùng dao chia cái vật thể gì đó, chia cái gì đó ra thành nhiều phần. Tám ở đây là thể hiện cho số nhiều. Và khi mà phương Tây nó mang cái đơn vị thời gian là phút bằng 60 giây vào Thì người ta mượn cái từ phân này để chỉ cho cái nghĩa là phút à, Ví dụ, xem ví dụ bên dưới nha Ba bà, bà chỉ tiền suy diễn hẳn Ba bà, bà chỉ tiền suy diễn hẳn Mấy giờ bố đi ngân hàng Ba tiền sư sử phân Ba tiền sư sử phân Tám giờ bốn mươi phút Ní về hở ba bà, bà chui mà về hứa ba bà suy mà à, nếu dịch theo cái trình tự của từ thì anh cũng à, cùng với bố đi phải không còn mình dịch bình thường theo kiểu tiếng việt thì sẽ là anh cũng đi với bố phải không vậy thôi chiếu tiền mãi bị bệnh xưa không à, 9 giờ 10 phút anh phải đi mua bút và vở người ta lưu ý nè từ đó là mãi, là mua, nhưng mà gặp từ bì là thanh ba. Hai thanh ba đi liền nhau thì thanh ba thứ nhất đổi thành thanh thứ hai. Nó đọc là mãi bì hở bản sơ. Chúng ta lưu ý, ở bên dưới của cái từ phênh hồi nãy, nó là vừa là bộ, vừa là chữ đao. Đao có nghĩa là cái con dao, hoặc là chỉ những gì liên quan đến dao thôi. Ví dụ, cái con dao nhỏ sẽ nói là xèo to, xèo là nhỏ tôi cần một cái con dao nhỏ nếu nói là quả dao dĩ cơ xèo to thì người ta cũng hiểu nhưng có một cái lượng từ cho con dao à, người ta dùng nhiều hơn quả dao y ba, y bà xèo to y bà xèo to tôi cần một con dao nhỏ hoặc là chèn to chèn là động từ cắt chèn to là cây kéo kế à, cái tiếp ta có từ thứ tư đó là từ lĩnh lĩnh ông hán việt là linh vẫn còn dùng ba linh một ba một á Linh là lẻ thôi. Linh là lẻ hoặc là số không. Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè. Xuyên quên xe quảng chỉ tiền lại. À, xin hỏi bạn Vương mấy giờ đến? Tức là mấy giờ bạn Vương đến? Ba tiền lĩnh u phên. Ba tiền lĩnh u phên. Tám giờ lẻ năm phút. Chúng ta lưu ý trong tiếng Hoa. Thì khi mà mình nói cái số phút mà lẻ từ một phút đến chín phút. Mình phải có từ lĩnh với đằng trước. Như vậy phải nói là ba tiền lĩnh u phên. À. Nếu như mà nó là ba tiền ngủ phân thì chắc là cũng hiểu nhưng mà nó không chuẩn thôi. Này anh chỉ tiền chú xé xeo. Này mình chỉ tiền chú xé xeo. À, mấy giờ các bạn đi đến trường vậy? Ba tiền sửa ngủ phên. À, giờ mười lăm. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Xuyên quên xeo quảng chỉ tiền lại. Ba tiền lính ngủ phân. Này mình chỉ tiền chú xé xeo và chúng ta lưu ý bên trên từ lĩnh á, đó, đó là bộ hoặc là chữ vũ vũ có nghĩa là mưa nó là danh từ mưa hoặc là nó xuất hiện trong những cái chữ mà có liên quan đến các cái hiện tượng thiên nhiên á. những cái hiện tượng nhưng mà thường là trên trời xuống đồ này nọ thì nó có cái bộ bộ vũ đó ví dụ từ xoang là sương ngày xưa người ta nghĩ cái sương là cũng giống như mưa từ trên trời rơi xuống nên ở trên nó có bộ vũ xoắn là sương rồi kế tiếp ta có từ u u là à, mây mù là mù thì à, ở trên cũng có bộ vũ đó rồi kế tiếp từ lẫy là sấm à, lẫy là sấm thì à, ở bên trên cũng có bộ vũ nó thường chỉ những cái gì liên quan các hiện tượng thiên nhiên mà kế tiếp ta có từ thứ năm đó là từ mẫn ở à, việt là môn thì môn vẫn còn dùng à, vẫn còn dùng nhiều trong tiếng việt à, mẫn à, với cái nghĩa bình thường là cửa hết thôi và chúng ta ghép vào luôn ta có cái từ cái cụm từ khai mệnh là mở cửa khai mệnh và quan mệnh là đóng cửa quan là đóng là tắt quan mệnh là đóng cửa ví dụ sẽ sao chỉ tiền khai mệnh chi tiền trường mấy giờ mở cửa vậy 7 giờ chỉ tiền quan mệnh thế mấy giờ đóng cửa ba tiền giờ hai chúng ta cùng đọc nha sẽ xeo chỉ tiền khai mệnh Chí tiền. tiền. quan mệnh. Ba tiền Và chúng ta lưu ý, cái chữ mệnh đó, cái từ mệnh đó nó cũng vừa là chữ vừa là bộ luôn. À, môn có nghĩa là, có nghĩa là cái cửa hoặc là chỉ những gì mà liên quan đến cửa. Ví dụ ta có từ xoan. Uh, xoan là chúng ta thấy ngoài cái cửa, ở trong nó có một cái chốt ngang chữ thuyên có nghĩa là cái then cửa cửa ngày xưa à, nó có cái chốt mà nó nó, à, nó chêm vào giữa hai cánh cửa để không mở ra được á. then cửa cái tiếp tôi có từ sàn sàn là lánh hoặc là tránh thì ngày xưa lúc mình còn nhỏ mình muốn trốn ai người ta vừa bước vô cửa cái mình đứng đằng sau cánh cửa đó thì ta thấy à, từ sàn đó là ở bên ngoài là bộ môn và bên trong là chữ nhân tức là có người nấp sau cái cửa cái tiếp ta có từ pi. Pi là bế, có nghĩa là đóng hoặc là khép. Đóng khép cửa lại á. Ví dụ nhắm mắt lại cũng dùng từ pi này. À, cho nên bên ngoài nó cũng uh, có bộ môn đó. Hay là từ nao. Uh, nao uh, có nghĩa là náo nhiệt, cũng là ồn ào á. À, thì ở ngoài nó cũng thể hiện là cái cửa. Uh, bên trong của cái bộ môn đó, chữ môn đó đó. Là chữ thị. Thị có nghĩa là chợ. Có nghĩa là nhà mà có cái cửa mà quay ra chợ thì nó sẽ náo nhiệt thôi Từ à, thì nào ta cùng đọc nha xoan xoan sàn sàn pi pi Now. Now. kế tiếp ta có từ thứ sáu là từ ban Pan âm âm việc là bán bán là một nửa hoặc là rưỡi từ này còn xuất hiện rất nhiều trong tiếng việt của mình ví dụ như là bán tính bán nghi là nửa tin nửa ngờ bán sống bán chết à, ví dụ thế Hoặc là quá bán là hơn một nửa rồi à, trong phạm vi của bài thì nó có nghĩa là rưỡi hoặc là nửa một nửa thôi ta xem ví dụ ở bên dưới này à, mấy giờ bạn đi đến phòng học vậy Chi tiền ban Bảy giờ rưỡi Nó nói cũng giống như tiếng Việt Xin dài này suy nở Bây giờ bạn đi đâu Wow, suy sửa thẳng Tôi đi đến căng tin à, Chúng ta lưu ý là chi tiền ban là bảy giờ rưỡi à, Ta không có thêm từ phân đằng sau nữa nha Không có nói là chi tiền ban phân Chi tiền ban là được rồi à, Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc Nì chi tiền chi treo sư Chi tiền ban Chi 先生你去哪兒?我去食堂。嗯, <Sin> chúng ta có từ thứ bảy đó là từ khưa, khưa là khắc. Khắc này tức là dùng dao hoặc là cái vật nhọn để khắc lên gỗ, lên kim loại rồi đó vân vân. Cái nghĩa gốc nó là cái động từ khắc. Điêu nằm trong từ điêu khắc. À, và sau này người ta mượn nó để dùng để chỉ cái nghĩa là 15 phút. À, cái từ chỉ 15 phút Ví dụ tiếng Anh có từ đó Nhưng tiếng Việt thì không có cái từ nào chỉ 15 phút thôi. Ta vẫn cứ phải nói 15 phút thôi và Chúng ta lưu ý trong tiếng Hoa Thì mình có thể nói là y khưa là bằng với 15 phút Và san khưa là bằng với 45 phút 45 phút Ví dụ Nì chỉ tiền suy treo thẳng Nì chỉ tiền suy treo thẳng mấy giờ bạn đi nhà thờ vậy đi lễ á? Ba tiền y khưa, Ba tiền dị khơ, 8 giờ lăm tám giờ lăm à, Đến đây vì nó có chữ khơ, nên là mình sực nhớ ra một cái câu thành ngữ, à, tặng cho các bạn. Khơ cụ miễn xin. Khơ cụ miễn xin. Khơ cụ là khắc cốt. Miễn xin là minh tâm. Ừ, thì chúng ta sẽ dịch là khắc cốt ghi tâm. Cái từ miễn là minh đó, nó cũng có nghĩa là khắc thôi, chứ không có gì khác hết á. À, chúng ta cùng đọc nha, khơ cù miễn xin khơ cù miễn xin ví dụ ai nói cái điều gì đó mình cảm thấy rất là đáng nhớ à, thì mình khơ cù miễn xin à, kế tiếp nữa chúng ta lưu ý vì từ khơ âm âm việc là khắc có nghĩa là dùng dao hoặc là vật nhọn để khắc lên những cái vật khác á. cho nên là bên trái của nó nó là bộ đao cái này chỉ là bộ thôi chứ chưa phải là chữ nên nó chưa có xuất hiện độc lập được mà nó phải kết hợp với những cái thành phần khác. Thì nó cũng thường chỉ những cái thứ gì đó mà có liên quan đến dao. À, chúng ta xem. Ví dụ ta có từ sơ, sơ là đâm. Đâm thì cũng có bộ đao dùng dao, dùng kiếm. À, cho nên là nó có cái bộ đao bên tay phải. Ấm à, là thích mình gặp từ thích khách á. Cái tiếp ta có từ cưa, cưa là cắt. Thì cắt cũng phải dùng dao. À, cho nên bên phải nó có bộ đao. Rồi kế tiếp là từ bao là bào Những cái bào mà để bào gỗ Thì cũng là một cái loại dao Nên có à, bộ đao bên phải Kế tiếp là ly là bén à, Thì thường chỉ cho dao kiếm nó bén á Nên nó cũng có bộ đao nằm ở bên tay phải Kế tiếp nữa ta có từ thứ 8 là từ xa Xa mới là chữ sai à, Có nghĩa là kém hoặc là thiếu à, Nó dùng trong chỉ thời gian thì là kém À, trong tiếng hoa thì chúng ta phải nói là kém bao nhiêu phút rồi mới nói là bao nhiêu giờ tức là kém mấy phút rồi đến mấy giờ nó luôn luôn như vậy nếu nói ngược lại thì người ta cũng hiểu nhưng nó không có đúng ví dụ xin quên sen trai chỉ tiền à, xin hỏi bây giờ mấy giờ cha dưới khưa ba tiền kém 15 phút 8 giờ à, và này, song song với nó thì mình có thể nói là cha xu vén ba tiền kém 15 phút à, thay vì nói cha dĩ khưa có thể nói là cha sử 5 phân cũng được không sao cả nì chỉ điện suy dỗ chữ chỉ tiền suy dỗ chữ mấy giờ bạn đi bưu điện vậy ba tiền sáng khưa tám giờ bốn thì mình nói cách khác tức là ba tiền sư sử phân ba tiền sư số phân xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha Chuyện quên Xem tại chỉ tiền Cha y khơ ba tiền Cha sử ủ phân ba tiền Nì chí tiền chư yếu chứ Ba tiền san khơ Ba tiền sư sử ủ phân chúng ta sẽ học các cái buổi à, đầu tiên chúng ta có cái buổi sáng là sang ngủ sang ngủ âm hán việt là thượng ngọ à, có nghĩa là buổi sáng kế tiếp ta có từ trung ngủ trung ngủ âm hán việt là trung ngọ có nghĩa là buổi trưa à. kế tiếp ta có từ xa ngủ xa ngủ là hạ ngọ à, có nghĩa là buổi chiều có nghĩa là buổi chiều và hoàn sang à, vãn thượng là buổi tối hoàn sang mời mọi người chúng ta cùng đọc nha sang ngủ sang ngủ trung ngủ ngụ xa vụ xa vụ hoàn sang hoàng sang, buổi tối và chúng ta có cái lưu ý nè à, Tại sao nó có xuất hiện ba cái chữ vụ đó thì cái từ ũ đó đó à, là từ ngọ có nghĩa là giờ Ngọ là từ 11 giờ cho đến 1 giờ trưa cho nên là nó mới có từ thượng Ngọ tức là trên cái giờ ngọ đó là buổi sáng rồi trung ngọ là ngay giữa cái giờ ngọ đó là khoảng 11 giờ đến 1 giờ và hạ ngọ là sau giờ ngọ tức là cái buổi chiều đến khoảng 6 giờ đến khi mặt trời lặn gì đó và chúng ta xem các cái lưu ý bên dưới nè sang ngủ mình vẫn nhắc tức là khoảng 8 giờ cho đến 11 giờ trưa thôi chỉ là khoảng thôi nha rồi trung ngủ là khoảng 11 giờ đến 1 giờ và sau khoảng 13 giờ đến 18 giờ chứ không phải nó nhất nhất là như vậy không phải quy định như vậy tra từ điển cũng không có à, khoảng chừng thế thôi Rồi các bạn lưu ý và một cái lưu ý nữa nè là trong tiếng hoa khi mà mình muốn diễn đạt về thời gian á thì mình phải luôn nêu cái đơn vị thời gian dài trước rồi mới ngắn sau rồi chúng ta xem ví dụ bên dưới nè ví dụ sáng hôm nay thì chúng ta phải nói hôm nay trước rồi mới nói buổi sáng chi <laughs> thiên sang ngủ rồi kế tiếp nữa trưa mai tức là buổi trưa của ngày mai á thì phải nói ngày mai trước miễn thiên trung ngụ miễn thiên trung ngụ rồi tối mai miễn thiên sang miễn thiên sang ngày mai trước rồi mới nói tới buổi tối chi tiết hơn một chút nữa 8 giờ sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói là ngày hôm nay rồi buổi sáng rồi mới đến 8 giờ như vậy phải nói là chín thiên chào sang ba tiền bắt buộc phải vậy hai giờ chiều ngày mai ngày mai miễn thiên xeo tiền miễn thiên rồi xa ngủ rồi mới lẻn tiền các bạn lưu ý cách diễn đạt này nhé à, ta có cái từ kế tiếp nữa từ thứ 13 là chùa thiên chùa thiên âm à, hướng việt là tạc thiên có nghĩa là hôm qua thì từ tạc này nó không còn xuất hiện ở trong tiếng việt mình không thấy còn nhưng mà vì có một số bạn yêu cầu từ nào cũng cho âm hướng việt thì thôi thì mình cũng cứ cho cái âm hướng việt ra đó để các bạn có thể học cho nó thành một cái hệ thống cũng được Chứ cái âm hán Việt là tạc này không thấy xuất hiện ở đâu. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Chỗ thiên hoàn sang thì cho sầm mờ. Chỗ thiên hoàn sang đi cho sầm mờ. tối hôm qua bạn làm gì vậy? Ủa chư xèo lín cha. Tôi đi, đi đến nhà của bạn Lâm. Nì chư tha cha cho sầm mờ. Bạn đi đến nhà của anh ấy làm gì? Băng tha xíu mô thô sơ sửa cái xe gắn máy giúp cho anh ấy xin mời mọi người chúng ta cùng đọc chỗ thiên hoàn sang thì cho sợ mờ ủa giá cho sợ mờ băng tha siêu cái tiếp nữa hôm trước ta có từ xén biên là phía trước gì đó nè khâu biên là phía sau thì từ bên là bên hoặc là phía bây giờ ta có từ chùa biên à, tả biên tức là à, bên trái chùa không là tả là trái thì ấm âm việc vẫn còn tả sông hữu đột gì đó à, nam tả nữ hữu từ tả vẫn còn dùng bên trái à, và từ thứ 15 luôn vô à, biên là bên phải vô là hữu à, vẫn còn dùng nam tả nữ hữu À, chúng ta cùng đọc nha Chùa biên Yô biên à, Chúng ta xem ví dụ bên dưới nè Xin quên Trung Quốc diễn hãng Trái mà lu chùa biên ma Xin hỏi ngân hàng Trung Quốc Ở bên trái của con đường phải không Tuy Trái dấu dữ phản biên Trái dấu dữ phản biên Vâng nó ở bên cạnh của cái bưu điện như vậy là xin hỏi ngân hàng trung quốc ở bên trái của con đường phải không à, tuê là đúng và người ta cung cấp thêm cái thông tin nữa là trai dỗ chữ phản biến nó ở bên cạnh của bưu điện ta có từ thứ 16 là từ hải hải âm việc là hoàng nhưng mà mấy mốt chúng ta sẽ gặp nó đọc ở một cái âm đọc khác là hoãn thì chữ hoàng có nghĩa là trả còn riêng cái chỗ này nó không có nghĩa là trả đọc là hải không có nghĩa là trả mà nó nghĩa là còn hoặc là vẫn ví dụ miễn thêm sang ngủ đi suy à, sáng mai bạn đi đâu ủa quảng cha tôi đi đến nhà của bạn vương hãy suy xèo lĩnh gia và tôi còn đi đến nhà của bạn lâm nữa à, lưu ý sao từ hải nó luôn là động từ nó thường là động từ ví dụ

bố tôi biết sửa xe đạp hải huy siêu mô tô sơ còn biết sửa xe gắn máy nữa kế tiếp ta có từ thứ 17 là phân trung phân trung âm hán việc là chữ phân và chung phân thì nãy ta gặp rồi đó phân chia đó còn chung cái nghĩa gốc nó là cái chuông sau này nó cũng có cái nghĩa là cái đồng hồ nữa rồi và trong phạm vi của bài thì nó có nghĩa là phút và chỉ về thời lượng ví dụ như ăn cơm mất 2 phút đi bộ từ nhà đến trường mất 5 phút là đều phải dùng từ phân trúng này hết á. À, đi ngân hàng mất 30 phút là phải dùng từ phênh trúng này. Còn hồi nãy khi mình nói tới thời điểm, ví dụ bây giờ là 8 giờ 10 phút thì đang nói đó cái thời điểm á, thì ta dùng từ phênh thôi. Còn nói đến thời lượng là cái lượng thời gian bao nhiêu phút thì buộc phải dùng là phân trúng. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xeo liễn, ni lại tối chiều lắm à, ta ghép cái từ tối là nhiều và từ chiều là lâu nhưng mà à, chiều ghép vào nó có nghĩa là bao lâu à, bạn lâm à, bạn đến bao lâu rồi qua lại ở phân trung là tôi đến 20 phút rồi chúng ta cùng đọc nha xèo liễn ni lái tối chiều là qua lại ở sự phân trung là qua lại ở phân trung là Nhi chạy cho sầm mơ nữa Nì chai chua Bạn đang làm gì thế? Mọi người còn nhớ từ chai không? Là đứng trước động từ Có nghĩa là đang Bạn đang làm gì vậy? Còn từ nơ đó Thường đi chung với cấu trúc chai cái gì đó Nơ, đang gì đó chai xin Tôi đang viết thư Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha Đọc lại từ đầu nè Xeo liến, đi lái tôi chiều lơ 我来二十分钟了 你在做什麼呢?我在寫線。Rồi ta lưu ý, các bạn có thể tập thêm cái từ tua chiều là bao lâu. Cái tiếp ta có từ thứ 18, từ từ thứ 18 đọc là Hồ chơ ông mà việc là hỏa xa thì cái này các bạn biết rồi. Xe lửa hoặc là tàu hỏa gì đó. Xa là xe. À, chúng ta cùng đọc nha. W, ví dụ, xèo liền, miếng thiên, nì ba bà suy nở xeo liền, miếng thiên, nì ba bà Bạn Lâm, ngày mai bố của bạn đi đâu vậy? Tha suy Hà Nội. Tha chui Hà Nội. Ông đi Hà Nội. Tha chui Hà Nội. Tha chui Hà Tha chui Hà Nội. chui Hà Ông ngồi xe lửa đi à? Tức là đi bằng xe lửa Nhưng mà trong tiếng Hoa chúng ta lưu ý Mình đi bằng phương tiện xe lửa Thì lên mình ngồi nó đi cho nên là Chua, chua hồ chơ Ông ngồi xe lửa đi à Tuy, tha chua hồ chơ chi. Vâng, ông đi bằng xe lửa Hoặc là ông ngồi xe lửa đi Không có nói chi hồ chơ Đi xe lửa ghép như kiểu tiếng Việt nha Nhớ là đi xe lửa nó là chua hồ chơ Ngồi xe lửa à, Từ thứ 19 Đọc là tàu Tao âm với việc là đáo À, đáo có nghĩa là đến đến một địa điểm hoặc là một mốc thời gian nào đó thì chúng ta thấy ví dụ như là đáo hạn, đáo kỳ rồi đó, vay ngân hàng rồi đó, thì từ đáo này vẫn còn dùng. À, chúng ta xem ví dụ nè, xuyên quên hồ sơ chỉ đèn to chiên, xin hỏi xe lửa mấy giờ thì đến bắc kinh vậy? xanh đèn lĩnh hù phen, 3 giờ 5 phút nhớ có từ lĩnh ở đó nha. Miễn thêm xe vụ thì chai chám ma miễn thiên sao hùn thì trai cha吗 chiều ngày mai bạn có ở nhà không trai, của cha, tao 5 điểm à, có ở nhà không thì có mình nói là trai tôi ở nhà đến 5 giờ, của trai cha tao 5 điểm, 5 điểm 20, của suy treo thẳng, 5 giờ 15 thì tôi đi nhà thờ, tôi đi lễ và đến đây xin kết thúc phần 1 À, phần 1 trên 2 của bài 6 Xin cảm ơn các anh chị và các bạn Đã quan tâm và à, theo dõi cái video clip này à, Chúc mọi người tìm được một chút gì đó mà mình cần à, Xin chào